Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta tiếp tục cùng nhau học môn tiếng Việt bài 36, vần om, vần ôm và vần ơm. Vần om có âm o đứng trước, âm m đứng sau. Vần ôm có âm ô đứng trước, âm m đứng sau. Vần ơm có âm ơ đứng trước, âm m đứng sau. O m om, ô m ôm, ơ m ôm. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phần 1, đó là phần nhận biết. Các em hãy quan sát cho cô giáo bức tranh và cho cô giáo biết trong bức tranh là hình ảnh gì. À, các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh bà và cháu đấy các em ạ. Và đây chính là hình ảnh chiếc lá sen. Và đây ở giữa bà và cháu có một cái lia này là lia cốm. À, các em ạ, đây là lia cốm. Và cốm thường làm từ gạo nếp non. Và khi mà rang lên rồi giã vỏ, bóc vỏ ra thì ở phần trong chúng ta sẽ được những cái hạt cốm rất là thơm ngon và dẻo. Và đây là bức tranh vẽ tương ứng với bức tranh này, cô giáo có câu ứng dụng sau. Cô mời các em hãy quan sát. Nghe cô giáo đọc mẫu. Hương cốm thơm thôn xóm, hờ ương hương, cờ ôm côm sắc cốm, thờ ôm thơm, thờ ôn thôn, xà om xom sắc xóm. Hương cốm thơm thôn xóm. Các em hãy quan sát câu ứng dụng và cho cô giáo biết trong câu ứng dụng này tiếng nào có chứa phần hôm nay chúng ta học. À, các em ạ, trong câu này thì tiếng cốm có chứa phần ôm hôm nay chúng ta học đấy. Tiếng thơm có chứa phần ơm và tiếng xóm có chứa phần om. Cô mời các em đọc lại cho cô. Hương cốm thơm thôn xóm. Trong tiếng cốm có phần ôm, tiếng thơm có phần ơm, tiếng xóm có phần om. Và đây cũng chính là ba phần mà hôm nay chúng ta học đấy các em ạ. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2, đó là phần luyện đọc. Em hãy quan sát và phát âm cho cô phần sau. Om, 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 o, m, om. Phần om có âm o đứng trước, âm m đứng sau. Ôm, 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 ô, m, ôm. Phần ôm có âm ô đứng trước, âm m đứng sau. Ôm, ơ, m, ôm. Vần ôm có âm ơ đứng trước, âm mờ đứng sau. Vậy bạn nào cho cô giáo biết trong vần om, vần ôm và vần ôm có điểm gì giống và khác nhau? Vần om, vần ôm và vần ôm đều có điểm giống nhau ở âm cuối, đó là âm mờ. Và điểm khác nhau ở đây đó là vần om có âm o đứng trước, vần ôm có âm ô đứng trước và vần ôm thì có âm ơ đứng trước. Đây chính là điểm giống và khác nhau giữa ba phần này. Cô mời các em quan sát mô hình. Đây là tiếng xóm. Trong tiếng xóm thì có chứa âm sờ đứng trước và vần om đứng sau. Thêm thanh sắc trên o chúng ta sẽ được tiếng xóm. Sờ, om, xóm. Sờ, om, xóm, sắc, xóm. Xóm. Tiếng xóm có âm sờ đứng trước, vần om đứng sau, thanh sắc trên o. Các em ạ, khi để dấu thanh thì các em lưu ý là dấu thanh luôn luôn ở trên hoặc dưới âm chính. Tiếp tục cô mời các em luyện đọc tiếng. Khờ om khom sắc khóm, khóm. Tiếng khóm có âm khờ đứng trước, vần om đứng sau, thanh sắc trên o. Vòm và om vom huyền vòm. Tiếng vòm có âm vào đứng trước, vần om đứng sau, thanh huyền trên o. Nộm, nờ ôm nôm nặng nộm. Tiếng nộm có âm nờ đứng trước, vần ôm đứng sau, thanh nặng dưới ô. Tôm, tờ ôm tôm. Tiếng tôm có âm tờ đứng trước, vần ôm đứng sau, thanh ngang. Bờm, bờ ôm bơm huyền bờm. Tiếng bờm có âm bờ đứng trước, vần ôm đứng sau, thanh huyền trên ơ.
Rơm, rờ ôm rơm. Tiếng rơm có âm rờ đứng trước, vần ôm đứng sau, thanh ngang. Cô mời các em đọc lại. Khóm, vòm, nộm, tôm, bờm, rơm. Các em quan sát và cho cô giáo biết tiếng khóm và tiếng vòm có chứa phần gì. Tiếng khóm và tiếng vòm có chứa phần om đấy các em ạ. Tiếng nộm, tiếng tôm có chứa phần gì? Tiếng nộm và tiếng tôm có chứa phần ôm. Tiếng bờm và tiếng rơm có chứa phần gì nào? Hai tiếng này đều có chứa phần ôm đấy các em ạ. Bây giờ các em hãy quan sát cho cô bức tranh để chúng ta cùng luyện đọc từ nhé. Các em hãy quan sát bức tranh thứ nhất và cho cô giáo biết em nhìn thấy trong tranh đó là hình ảnh con vật gì. Các em ạ, trong tranh đó là hình ảnh con đom đóm đấy. Và con đom đóm là một con vật phát sáng vào ban đêm. Và tương ứng bức tranh này cô giáo có từ sau: đom đóm, đờ om đom sắc đóm, đom đóm. Từ đom đóm gồm hai tiếng, đó là tiếng đom và tiếng đóm. Cả hai tiếng đều có chứa vần om hôm nay chúng ta học. Tiếp tục các em quan sát bức tranh thứ hai và cho cô giáo biết tranh thứ hai là con vật gì. Trong bức tranh thứ hai đó là hình ảnh con chó. Các em hãy quan sát cho cô trên mình con chó có gì nào. Trên mình người của con chó thì có những chốm đốm đen. Và con chó mà có đốm đen đốm trắng như này người ta gọi là chó đốm đấy các em ạ. Và tương ứng với bức tranh này cô giáo có từ sau: chó đốm, chờ o cho sắc chó, đờ ôm đôm sắc đốm, chó đốm. Từ chó đốm cũng gồm hai tiếng, đó là tiếng chó và tiếng đốm. Cả hai tiếng này thì có tiếng đốm có chứa vần ôm hôm nay chúng ta học. Tiếp tục các em hãy quan sát cho cô giáo bức tranh thứ ba và cho cô giáo biết trong tranh là hình ảnh gì. Hình ảnh này rất là quen thuộc đối với các em đúng không nào? Và đây chính là hình ảnh mâm cơm. Vào trong mỗi bữa ăn trong mỗi gia đình thì thường có mâm cơm. Và mâm cơm là trong mâm cơm thì có những thức ăn mà gia đình yêu thích. Đó. Tương ứng với bức tranh này, cô giáo có từ sau: mâm cơm, mở âm mâm, cờ âm cơm, mâm cơm. Tiếng mâm có chứa, tiếng cơm có chứa vần âm hôm nay chúng ta học. Cô mời các em đọc lại: đom đóm, chó đốm, mâm cơm. Chúng ta cùng nhau đọc lại phần 2: om ôm ôm, sờ om xóm, sờ om xóm sắc xóm. Tiếng xóm có âm sờ đứng trước, vần om đứng sau, thanh sắc trên o. Khóm, vòm, nộm, tôm, bờm, rơm. Đom đóm, chó đốm, mâm cơm. Như vậy cô vừa hướng dẫn các em luyện đọc xong vần, tiếng và từ. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần 3, đó là phần luyện viết. Các em hãy quan sát, đây chính là các chữ mà cô giáo đã viết sẵn. Đây là vần om. Vần om được viết ghép bằng con với con chữ O, ghép với con chữ M có cùng độ cao là 2 ly. Vần ôm được ghép từ con chữ O, ghép với con chữ M có cùng độ cao là 2 ly. Con chữ O đứng trước, con chữ M đứng sau. Vần ôm cũng được ghép từ hai chữ, con chữ đó là con chữ Ơ và con chữ M cũng có cùng độ cao là 2 ly. Khi viết các em viết con chữ Ơ trước, con chữ M đứng sau. Tiếp tục là từ chó đốm. Từ chó đốm gồm hai chữ, chữ chó và chữ đốm. Chữ chó chúng ta viết con chữ chờ, ghép với con chữ o, thanh sắc để trên o, ở giữa ly thứ ba. Từ chữ chó sang chữ đốm chúng ta cách một con chữ o. Chúng ta viết con chữ đờ, ghép với phần ôm, thanh sắc để trên o. Chúng ta được từ chó đốm. Tiếp tục hướng dẫn các em viết từ mâm cơm. Từ mâm cơm gồm hai chữ, chữ mâm và chữ cơm. Chữ mâm đứng trước, chữ cơm đứng sau. Khi viết chúng ta viết chữ mâm trước. Chữ mâm gồm có con chữ M ghép với phần âm có cùng độ cao là 2 ly.
Từ chữ mâm sang chữ cơm, chúng ta cách một con chữ O. Chữ cơm chúng ta viết con chữ cờ đứng trước, ghép với phần ôm có cùng độ cao là 2 ly. Chúng ta được từ mâm, cơm. Cô mời các em đọc lại. Om, ôm, ôm. Chó, đốm, mâm, cơm. Cô mời các em luyện viết các vần và từ vào bảng con. Tiếp tục cô trò chúng ta cùng nhau chuyển sang phần 4, đó là phần luyện đọc các câu ứng dụng. Các em hãy quan sát và nghe cô giáo đọc mẫu. Hôm qua cô mơ ở xóm Hạ đến thăm nhà Hà. Cô cho Hà giỏ cam. Hà chọn quả cam to phần bố. Mẹ khen và thơm lên má Hà. Các em đánh vần cùng cô. Hờ ôm hôm, quờ a qua, cờ ô cô, mờ ơ mơ, ơ hỏi ở, sờ om xom sắc xóm, hờ a ha nặng hạ, tờ ên đên sắc đến, thờ âm thăm, nhờ a nha huyền nhà, hờ a ha huyền hà, cờ ô cô, chờ o cho, hờ a ha huyền hà, si o do hỏi giỏ, cờ am cam, hờ a ha huyền hà, chờ on cho nặng chọn, quờ a qua hỏi quả, cờ am cam, tờ o to, phờ ân phân huyền phần, bờ ô bô sắc bố, mờ em me nặng mẹ, khờ en khen, vờ a va huyền và, thờ ôm thơm, lờ en lên, mờ a ma sắc má, hờ a ha huyền hà. Các em đọc trở lại. Hôm qua cô mơ ở xóm Hạ đến thăm nhà Hà. Cô cho Hà giỏ cam. Hà chọn quả cam to phần bố. Mẹ khen và thơm lên má Hà. Các em hãy quan sát bức tranh. Cô giới thiệu với các em. Đây chính là cô Mơ. Cô tên là Mơ và cô ở xóm Hạ các em ạ. Khi cô Mơ đến thăm nhà bạn Hà, đây là bạn Hà. Và cô Mơ có cho bạn Hà giỏ cam. Đây là giỏ cam các em này. Và bạn Hà đã nhận bằng hai tay rất là lễ phép và tự chọn cho mình một quả to để phần lại cho bố. Như vậy bạn Hà là bạn rất là ngoan đấy các em ạ. Và khi bạn Hà chọn quà dành cho bố như thế thì được mẹ khen và thơm lên má của Hà đấy. Các em hãy cho cô giáo biết trong đoạn này gồm có mấy câu. Đoạn văn này gồm có mấy câu? Đoạn văn này gồm có 3 câu ghép lại với nhau. Hết một câu có một dấu chấm các em nhé. Đây là một câu thứ nhất này. Chữ cam là câu thứ hai. Cô xin lỗi nhé, bài này gồm 4 câu. Đến chữ bố là câu thứ ba và đến chữ Hà là câu thứ tư. Như vậy ở đây có 4 câu ghép lại và chúng ta được một đoạn văn rất là hay. Bạn nào cho cô giáo biết trong đoạn văn này thì tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học? Như vậy ở đây có tiếng hôm có chứa vần ôm hôm nay chúng ta học. Tiếng xóm có chứa vần om hôm nay chúng ta học. Tiếng thơm có chứa vần ơm hôm nay chúng ta học đấy các em ạ. Cô mời các em phân tích lại tiếng hôm. Hôm âm hờ đứng trước, vần ôm đứng sau, thanh ngang. Xóm âm sờ đứng trước, vần om đứng sau, thanh sắc trên o. Thơm âm thờ đứng trước, vần ôm đứng sau, thanh ngang. Hờ ôm hôm, sờ om xom sắc xóm, thờ ôm thơm. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các em luyện đọc các câu ứng dụng trong đoạn văn này. Tiếp tục bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần luyện nói. Các em ạ, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện nói lại chủ đề xin lỗi. Vậy thì các em hãy quan sát trong bức tranh xem là bạn Nam sẽ phải nói lời nói gì với mẹ trong trường hợp này nhé.
Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô giáo biết trong bức tranh là hình ảnh gì. Các em quan sát thấy trong bức tranh đó là hình ảnh bạn Nam này và mẹ bạn Nam. Bạn Nam thì đang đá bóng ở trong nhà đấy các em ạ. Và khi trong lúc đá bóng thì quả bóng đã không may làm vỡ, chạm vào bình hoa và làm vỡ bình hoa của mẹ đấy. Vậy các em hãy cho cô giáo biết nếu nãy em là bạn Nam trong trường hợp này, em sẽ đoán xem bạn Nam sẽ nói gì với mẹ. Như vậy trong trường hợp này thì bạn Nam sẽ nói với mẹ là con xin lỗi mẹ, con không cố ý ạ. Hoặc là có thể nói con xin lỗi mẹ, lần sau con không thế nữa. Như vậy là khi chúng ta làm một việc có gì có lỗi với người khác thì các em cần phải biết nói lời xin lỗi các em nhé. Và qua cái chủ đề luyện nói này, cô cũng khuyên các em rằng khi chúng ta có vui chơi đá bóng thì chúng ta không được đá trong nhà, vì trong nhà là không gian hẹp. Khi đá bóng thì chúng ta sẽ bị va chạm vào các đồ vật trong nhà và làm vỡ đồ vật đấy. Do đó các em có thể đá bóng ở ngoài sân, hoặc nếu có sân đá bóng ở gần nhà thì các em có thể ra sân đá bóng chúng ta đá thì nó sẽ tốt hơn. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các em luyện đọc xong bài 36, đọc luyện viết xong bài 36. Thân ái chào tạm biệt các em. Cảm ơn các em đã xem. Bấm like, ủng hộ kênh.